Tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video của em. Hôm nay thì em sẽ làm một món ngon từ măng, đó là măng xào thôi. Măng thì rất là dễ ăn, mình chỉ cần chế biến đúng cách thì đã có một món ngon cho cả nhà rồi. Măng tươi mình mua về để mà khử được cái độc và cái đắng thì các anh chị mình ngâm qua đêm một đêm, hoặc là mình luộc như em này, mình luộc khoảng 2 nước thì nó sẽ khử được cái đắng và nó mềm ngon như thế này. Mình chuẩn bị để xào thì hôm nay em xào vài tép tỏi, một ít rau thơm. Và các anh chị có thịt bò thì mình xào cùng với thịt bò, còn không thì mình xào với thịt heo, xào với lòng gà, xào với tôm đều được. Măng này thì rất là dễ kết hợp với những cái món. Bây giờ thì mình sẽ đi làm nhé. Các bác thái cái thịt bò ra như thế này, nêm nhé, xíu hạt nêm, dầu hào. Tiêu. Muối. Lát nữa em không có nêm lại nên bây giờ em sẽ nêm cho vừa luôn. Mình sử dụng bột ngọt thì mình cho thêm xíu. Đã nêm dầu hào rồi nên là em không có cho dầu ăn vào đây để ướp nhé. Còn nếu mà các anh chị mà không có dầu hào thì các anh chị có thể cho một chút xíu dầu ăn vào mình ướp, để cho khi mình xào thì cái thịt bò của mình nó được mềm ấy. Mình cho vào chảo khoảng 2 muỗng dầu, thì thêm cái phần tỏi. Mình cho thịt bò vào mình xào nhé. Mình ướp chừng 10 phút và mình xào rồi. Các anh chị mình xào thịt bò với lửa lớn nhé. Mình cho thịt bò của mình. Khi thịt bò nó tái như thế này thì các anh chị sẽ cho ra ngoài. Anh chị xào vừa tái thôi nhé, đừng có để cho cái lửa nó tái nhiều quá là tát những cái bò của mình nó bị dai đâu. Mình chắc cái nước dầu và cái nước thịt bò mình cho lại vào cái chảo. Mình không cho nhiều dầu ăn ấy, lát nó ngán ấy. Mình cho măng vào mình xào luôn. Thịt bò mình phải đảo như vậy là vì nếu mà mình cho để thịt bò mình cho măng vào thì lát nữa cái thịt bò của mình nó bị dai các anh chị, nó không còn mềm đâu, nó mất đi cái độ mềm ngọt của thịt bò. Khi các anh chị xào được khoảng 7 phút đi, 5-7 phút thì đó, cho cái măng của mình nó mềm lại và nó mướt như thế này. Em đã nêm lại một chút xíu hạt nêm ấy. Mình nêm cái thịt bò, nó vừa thịt bò nhưng mà măng này thì mình xào riêng nên là mình phải nêm lại một chút xíu hạt nêm hoặc là dầu hào nhé. Và mình cho cái khi măng được rồi thì mình cho cái thịt bò vào thôi. Mình xào như thế này thì măng thấm ngon mà thịt bò mình cũng không lo bị dai. Cho vào đảo chừng 1 phút nữa mà mình tắt bếp thôi, nên thịt bò nó bị dai. Rồi mình tắt bếp thôi nha các anh chị. Đây các anh chị, vậy là em đã xào xong cái măng xào thịt bò. Mình làm cách này thì xào thì rất là đơn giản thôi, nhưng mà
thịt bò mình phải đảo nhanh tay, lửa lớn để cho thịt bò nó vẫn giữ được độ ngọt và mềm, không bị dai. Còn măng thì phải thấm đều gia vị, ăn mềm ngon. Còn cái độ giòn của măng thì dĩ nhiên rồi, mình có ninh bao nhiêu nó măng nó vẫn cứ có cái độ giòn nên là mình không lo. Video thực hiện cái bò xào với măng của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Em hy vọng là các anh chị sẽ thực hiện để cả nhà cùng thưởng thức trong những bữa cơm gia đình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.